thành phố biển Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nơi sở hữu đường bờ biển dài gần 200 km với cát trắng, biển xanh và những hòn đảo nhấp nhô sát biển tạo nên phong cảnh hữu tình. Nơi đây sở hữu hơn 20 danh lam thắng cảnh cấp quốc gia như Bãi Môn, Mũi Điện, Vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan. Chỉ riêng dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận lượt khách du lịch tăng 138% và người lưu trú tăng đến 183% so với cùng kỳ năm 2019. Du lịch tỉnh Phú Yên nói chung và thành phố Tuy Hòa nói riêng đang trên đà phát triển. Lượng khách du lịch đến Tuy Hòa ngày một tăng, trở thành điểm sáng cho sự phát triển bất động sản của các chủ đầu tư lớn. Đáp ứng nhu cầu đó, Shoptel ven biển HTL Seaside được giới đầu tư săn đón ngay từ khi ra mắt. Kết hợp giữa yếu tố mua sắm và khách sạn, loại hình nhà phố thương mại này là sản phẩm đầu tư hấp dẫn tại các trung tâm kinh tế, du lịch như thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Bắt đầu thi công từ tháng 7 năm 2022, HTL Seaside đang bước vào giai đoạn khởi sắc, tập trung nguồn lực tiến hành thi công theo đúng tiến độ đề ra. Hai khu đất HH+1 và HH+2 đang được thi công song song ép cọc đại trà. Tính đến thời điểm hiện tại, công trình đã thi công ép cọc được 60 ngày và dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 11. Với tiến độ thần tốc cùng những chính sách ưu đãi đặc biệt, HTL Seaside đang là một trong những dự án được săn đón bậc nhất thời điểm hiện tại. Hãy trở thành chủ nhân sở hữu Shoptel đắt giá đầu tiên tại thành phố biển Tuy Hòa xinh đẹp ngay hôm nay với chính sách đặc biệt phố biển phồn vinh tinh hoa hội tụ, tặng ngay 2 cây vàng SJC trị giá 150 triệu đồng, tặng chuyến du lịch châu Âu trị giá 100 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 20 tháng, nhận chiết khấu lên tới 4%, hỗ trợ vay tối đa 85%. HTL Seaside vượt tầm đỉnh cao, giao thoa đa sắc.